Ui, ui, tao đi phạt rừng, tao gặp đàn thỏ hoang, bắt về nuôi để sinh sản. Đâu, đâu, đâu? À, thế đây tao phải lấy cái gì tao, tao cầm để bắt nó về, thì tao phải đi. Nào, đây này, nó ở chỗ này này, nó ở vườn này này, nó ở rừng này này, đi vào đây. Trong này, nó ở đây này, trong này ra đây, trong này nó hoang, mèo rừng, à cho thỏ rừng vào đây bắt về nuôi để bảo tồn, đẹp lắm, vào đây bắt về nuôi, thôi, mày ấy tao bắt về là nuôi nhá, chăm nhá, về giờ không chăm nhá, chăm cháu nhá, nào về đây mấy ông nào. Ôi giời ngoan thế nhỉ? Ôi giời ngoan quá nhỉ? Ừ, thế đúng rồi. Về này con nuôi. Yeah. Ồ, đẹp thế nhỉ? Ồ, đẹp. Ôi giời ơi, ba chú này cũng đẹp này. Đấy, về đây nuôi nhá. Về nuôi cho ăn tốt. Đấy. Con cuối cùng vuốt ve nó vào nhá, nhưng nên chỉ để quay một tí đã nhá. Đấy. Con này đẹp đấy. Đẹp đấy. Thôi về ông nuôi nhá. Con năm con nhỉ? Về đây ông nuôi nhá. Đúng rồi, về đây ông nuôi. Đấy. Nào bê về, hai người cùng bê về, nên đi về đi. Xách xách xách. Đấy. Đi kéo thì lắm đỉnh đấy, nhẹ thôi, đi nhẹ thôi. Chậm. Hay là mình bác Hòa bắt thả xuống đi. Không phải quét. Không cần, không cần. Cho con mẹ trước hay cho con và con? Cho con mẹ xuống trước, không cho con con. Nào, bắt con mẹ trước ạ. Ôi giời, tỏ quá. Nhẹ nhàng. Con này thích thế, con này mập thế nhỉ. Ở cái giỏ xe đạp ngoài đấy có rau cho nó ăn đấy. Rồi, ở đây tao nuôi. Mặt nó đỏ ừ nhờ. Đấy. Cho nó vài cái thôi, một thôi ạ. Thỏ con nó ăn được cái này chưa? Ăn đi. Các bạn ơi,